Xin chào các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine hôm nay có những nội dung sau đây. Binh sĩ Ukraine tiết lộ lý do xe tăng thất thế trên chiến trường. Khoảnh khắc tiêm kích Su-25 của Nga phá hủy xe bọc thép Ukraine. Nga thu giữ phương tiện không người lái của Ukraine ở Crimea. Cảnh sát Ukraine chiến đấu trực tiếp với quân đội Nga tại mặt trận phía đông. Nga tung đòn kép bằng tên lửa Iskander khiến Ukraine không kịp trở tay. Bây giờ là tin chi tiết. Những xe tăng vốn được sử dụng để xuyên thủng phòng tuyến của đối phương, giờ đây thậm chí có rất ít cơ hội tiến ra tiền tuyến. Sự xuất hiện của các loại UAV đã làm thay đổi các phương thức tác chiến và khiến xe tăng mất lợi thế. Trong một khóa huấn luyện ở Zaporizhia hôm 23 tháng 11, binh sĩ Ukraine cho biết máy bay không người lái đã làm thay đổi các phương thức tác chiến và khiến xe tăng mất lợi thế trên chiến trường. Theo binh sĩ có mật hiệu Producer, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn xe tăng Ukraine, việc tấn công bằng các đội hình bao gồm xe tăng và xe thiết giáp có lợi thế nhất định. Trước đây chúng thường được sử dụng để xuyên thủng phòng tuyến của đối phương, nhưng giờ đây lại có rất ít cơ hội ra tiền tuyến. Sự thay đổi này là do máy bay không người lái FPV, máy bay không người lái cảm tử, đã xuất hiện trên khắp chiến trường. Binh sĩ chưa rời khỏi vị trí của mình thì đã bị phát hiện, trong khi đối phương dùng mọi cách để tiêu diệt xe tăng trước tiên. Khi nhìn thấy xe tăng của đối phương, trước hết chúng tôi sẽ cố gắng tiêu diệt nó, bởi vì nó là một loại vũ khí mạnh mẽ và cơ động, và có hỏa lực mạnh. Đối phương cũng sẽ làm như vậy khi nhìn thấy xe tăng của chúng tôi. Xe tăng sẽ tiến lên trước khi bộ binh được điều đến. Chúng tôi là những người đầu tiên tiến đánh và xuyên thủng phòng tuyến của đối phương. Điều đó đã từng được thực hiện với xe tăng. Nhưng giờ đây, xe tăng khó có thể ở vị trí dẫn đầu. Chúng tôi phải phát triển các hệ thống tác chiến điện tử để vô hiệu hóa UAV của đối phương, rồi mới có thể tiến công một cách thích hợp. UAV được cả Nga và Ukraine sử dụng phổ biến trong cuộc xung đột hiện nay. Những chiếc UAV đôi khi chỉ có giá vài trăm đô la Mỹ, có thể tấn công mục tiêu trị giá hàng triệu đô của đối phương như xe tăng, xe bọc thép và hệ thống radar. Việc sử dụng UAV được cho là một trong những chiến lược chi phí thấp nhưng thành công mà Ukraine đã sử dụng để chống lại Nga. Tuy nhiên, Moscow cũng tăng cường sử dụng UAV, trong đó đang chú ý có UAV Lancet, loại vũ khí mà binh sĩ Ukraine thừa nhận là một nỗi ám ảnh trên chiến trường. Bộ Quốc phòng Nga công bố video cho thấy tiêm kích Su-25 của lực lượng hàng không vũ trụ Nga phá hủy các vị trí ngụy trang trên chiến trường và xe bọc thép của lực lượng vũ trang Ukraine. Video cho thấy không quân Nga tiến hành quá trình huấn luyện trước khi thực hiện oanh tạc mục tiêu Ukraine, từ việc khởi hành thực hiện nhiệm vụ chiến đấu, tiến vào khu vực mục tiêu, tấn công mục tiêu và trở về nơi đồn trú. Su-25 là máy bay tấn công mặt đất chủ yếu được sử dụng cho các chiến dịch hỗ trợ không lực tầm gần, chống du kích và yểm trợ trên không cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay, quân đội Nga biên chế các phiên bản Su-25 gồm Su-25SM, Su-25SM-3 và Su-25UB. Tiêm kích này có khả năng chống chịu hỏa lực từ mặt đất và mang nhiều loại vũ khí từ bom, tên lửa cho tới pháo cỡ nòng 30mm. Với tên lửa dẫn đường, Su-25 hiệu quả trong việc tấn công các mục tiêu bọc thép. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt Ukraine, Nga thường sử dụng cường kích Su-25 trong các nhiệm vụ cận chiến. Tiêm kích Nga thường đi theo cặp và có trực thăng quân yểm trợ. Theo các blogger quân sự Nga và các tài khoản tình báo nguồn mở, các lực lượng Nga ở Crimea đã thu giữ một phương tiện không người lái của Hải quân Ukraine ở ngoài khơi bán đảo. Kể từ khi xung đột nổ ra, Ukraine đã tăng cường phát triển công nghệ không người lái, đặc biệt là các phương tiện dưới nước. Kiev đã xây dựng một đội xuồng không người lái dùng để tấn công các mục tiêu của Nga ở Biển Đen, phần lớn là khu vực quanh bán đảo Crimea. Khi không có lực lượng hải quân mạnh mẽ để đối đầu với hạm đội Biển Đen của Nga đóng tại thành phố cảng Sevastopol ở phía nam Crimea, Ukraine đã tập trung đầu tư vào xuồng không người lái cảm tử. Việc Nga thu giữ một xuồng không người lái Magura của Ukraine đã đặt ra câu hỏi về cách Moscow có thể sử dụng những phương tiện thu được, bao gồm cả cách phòng thủ tốt hơn trước các phương tiện mặt nước không người lái trong cuộc tấn công của Ukraine trong tương lai. Bộ Quốc phòng Nga ngày 22 tháng 11 cho biết họ đã phát hiện 4 xuồng hải quân không người lái của Hải quân Ukraine ở phía tây Biển Đen. 4 phương tiện đang hướng tới Crimea và lực lượng phòng thủ của nước này đã phá hủy các tàu này. Tuy nhiên, hiện chưa rõ những thiết bị này và xuồng Magura bị thu giữ có liên quan đến nhau hay không.
Vào giữa tháng 8, cơ quan an ninh Ukraine đã công bố video về xuồng không người lái của Hải quân Sea Baby. Ukraine được cho là đã sử dụng thiết bị này để tấn công cầu nối Crimea với Nga và một số tàu của Nga ở Biển Đen. Một chuyên gia về máy bay không người lái ở Anh cho rằng, xuồng không người lái hải quân thử nghiệm của Ukraine có thể được điều chỉnh để phù hợp với từng tình huống. Một số trận đánh lớn của Ukraine hiện tại do lực lượng cảnh sát chứ không phải do quân đội Ukraine đảm nhận. Với tình trạng thiếu nhân lực, Ukraine đang huy động cảnh sát lên tuyến đầu trực tiếp chiến đấu với quân đội Nga. Trong nhiều hoạt động tác chiến gần đây ở mặt trận phía đông, bao gồm việc đánh chiếm ngôi làng chủ chốt gần Bakhmut, các cảnh sát Ukraine sử dụng lựu đạn và súng bộ binh để xông thẳng vào lực lượng Nga đang chiếm giữ nơi đó. Xung đột vũ trang quy mô lớn giữa Nga và Ukraine đã đưa xuống chiến hào nhiều nhân viên cảnh sát Ukraine chuyên đi xe ô tô tuần tra đường phố. Mặc đồ ngụy trang, tay cầm tiểu liên AK và súng B-41, lực lượng cảnh sát này trông chẳng khác nào các quân nhân thực thụ của Ukraine với nhiệm vụ tương đồng. Tuy nhiên, họ thuộc về lữ đoàn tấn công của Cảnh sát Quốc gia Ukraine mang tên Lyud mới được thành lập trong năm nay, năm 2023. Lữ đoàn này tận dụng các kỹ năng chiến đấu mà cảnh sát Ukraine đã được huấn luyện và chám vào các khoảng trống do quân đội Ukraine thiếu hụt nhân lực. Đơn vị này cũng hoạt động theo một cơ cấu chỉ huy khác, cho phép các cảnh sát kỳ cựu có thể tham chiến và vẫn giữ được các cấp bậc của mình thay vì phải gia nhập quân đội. Từ mùa hè 2023, các cảnh sát của Nechepko đã sử dụng máy bay không người lái để quan sát các vị trí của quân Nga, sau đó triển khai các nhóm nhỏ để đánh lén, nhằm đánh bật chỉ một nhóm nhỏ quân đối phương. Giới chức Ukraine thừa nhận việc sử dụng cảnh sát để làm nhiệm vụ của quân đội, việc đó tuy cần thiết vào lúc này nhưng không phải là lý tưởng. Ivan Vyevsky, tư lệnh cảnh sát quốc gia Ukraine nói, tôi hy vọng theo thời gian sẽ không còn cần huy động đến một lữ đoàn như vậy nữa. Tuy nhiên hiện nay, Ukraine rất cần đến lực lượng cảnh sát để thực thi nhiệm vụ quân sự. Nhiều viên cảnh sát Ukraine đã tình nguyện gia nhập quân đội Ukraine trước khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt. Hàng ngàn cảnh sát khác có một số kỹ năng chiến đấu cơ bản, dù cho nhiệm vụ trước đây của họ là ghi vé phạt giao thông, điều tra tội phạm ma túy hay giải tán các đám ẩu đả do say rượu. Nếu không chiến đấu trực tiếp, cảnh sát Ukraine vẫn có thể tham gia hoạt động chiến tranh theo nhiều cách khác nhau, như gỡ bom mìn, săn lục lực lượng phá hoại ngầm của đối phương, hay lái máy bay trực thăng chở thương binh về tuyến sau. Riêng lực lượng cảnh sát cơ động của Ukraine có thể trực tiếp tham gia các vị trí chiến đấu ở tiền tuyến. Tư lệnh cảnh sát Vyevsky cho biết, hiện nay tỷ lệ bỏ việc trong ngành đã giảm so với trước. Thời gian gần đây, Nga đã thay đổi chiến thuật sử dụng tên lửa, với việc bắn liên tiếp hai hoặc nhiều tên lửa Iskander vào cùng mục tiêu để gây thiệt hại tối đa cho đối phương. Sở dĩ Moscow có thể sử dụng nhiều tên lửa Iskander như vậy là do các nhà máy nước này đã mở rộng năng lực sản xuất tên lửa thành công, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Chiến thuật của Nga đã khiến Ukraine choáng váng vì trước đó Nga chỉ phóng một tên lửa duy nhất vào một vị trí. Do vậy, quân đội Ukraine có thể nhanh chóng thực hiện biện pháp ứng phó và điều chỉnh vị trí trên chiến trường. Sau khi Nga điều chỉnh lối đánh, với việc tung đòn tấn công thứ hai ngay sau đòn tấn công thứ nhất, quân đội Ukraine được cho là chịu tổn thất nghiêm trọng và điều đó cũng khiến họ bị sốc. Thông tin trên do phóng viên chiến trường hàng đầu của Nga là Alexander Kost cung cấp được đăng tải trên Eurasia Times. Một số kênh Telegram liên hệ với ngành công nghiệp quốc phòng Nga cho biết, sở dĩ Nga có thể sử dụng nhiều tên lửa Iskander như vậy là do các nhà máy nước này đã mở rộng năng lực sản xuất tên lửa thành công, bất chấp các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Iskander là tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn, có tầm bắn lên tới 500 km. Iskander hoạt động theo nguyên tắc bắn đạn đạo có trần bay 50 km và hồi quyển để lao vào mục tiêu với đường bay khó đoán định. Tên lửa sở hữu khả năng tàng hình và phòng thủ chủ động để đánh lừa radar đối phương, trở thành một trong những loại vũ khí răn đe hiếm hoi có khả năng xuyên thủng mọi hệ thống phòng thủ trên thế giới. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, đầu đạn tên lửa có thể phá hủy các sở chỉ huy, trang thiết bị và hệ thống phòng không của đối phương.
Một số phương tiện truyền thông Nga dẫn lời phóng viên Alexander Kost cho biết, Nga đã sử dụng tên lửa chiến thuật tác chiến Iskander hiệu quả hơn, trong đó phải kể đến cuộc tấn công tại khu vực Zaporizhia, miền nam Ukraine. Trước đây, Nga thường sử dụng tên lửa Iskander một cách riêng lẻ, nhưng giờ họ phóng cùng lúc nhiều tên lửa vào một mục tiêu. Ông Alexander Kost nói, cuộc tấn công thứ hai của tên lửa Iskander vào chính mục tiêu mà các tên lửa đầu tiên bắn trúng khiến binh lính Ukraine bất ngờ, do họ đã quen với các cuộc tấn công đơn lẻ bằng Iskander như mọi khi. Đầu tiên, Nga phóng hai tên lửa vào mục tiêu đã xác định. Sau khi quân đội Ukraine tiếp cận hiện trường vụ nổ, Nga tiếp tục phóng tên lửa thứ ba, bắn hạ nhiều nhân sự đối phương. Từ một số video khác không được tiết lộ, Alexander Kost cho rằng các cuộc tấn công này đã được sự hỗ trợ của các phương tiện trinh sát. Nga đã cải thiện đáng kể năng lực trinh sát và kiểm soát mục tiêu, giúp họ có thể quan sát được mọi hành động của đối phương mà không bị chú ý. Alexander Kost lưu ý. Loại phương tiện trinh sát mà Alexander Kost đề cập có thể là UAV trinh sát, một loại máy bay không người lái chiến đấu có độ bền cao của Nga, tương đương với MQ-9 Reaper của Mỹ. Thời gian gần đây, Nga đã chế tạo nhiều loại UAV tiên tiến giúp tăng cường năng lực tình báo giám sát trinh sát và gia tăng khả năng tấn công chính xác. Thông thường, Nga chỉ phân bổ một tên lửa Iskander cho một mục tiêu, nhưng mọi thứ đang dần thay đổi. Tôi chứng kiến trong nhiều cuộc tấn công, Iskander được triển khai đồng thời vào một mục tiêu. Ông Alexander Kost cho biết, đồng thời viện dẫn trường hợp 3 tên lửa Iskander lần lượt tấn công một nhà máy sản xuất xe bọc thép của Ukraine tại Kharkov. Vẫn chưa rõ thời điểm diễn ra các cuộc tấn công trên, nhưng các tài liệu và video về hoạt động của tên lửa Iskander mà Bộ Quốc phòng Nga công bố đã tiết lộ một số manh mối. Vào ngày 1 tháng 11, Nga cho biết hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander của quân khu miền Tây đã tấn công cơ sở tầng quân sự của Ukraine. Vụ phóng tên lửa diễn ra cách tiền tuyến nhiều km nhưng đã vô hiệu hóa các mục tiêu, Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ. Nga cũng công bố video cho thấy một xe vận chuyển đạn tên lửa và một bệ phóng tên lửa đang tiến sát nhau. Sau đó, các binh sĩ nạp tên lửa Iskander-K cho bệ phóng. Tên lửa này có hình dạng khác biệt so với nhiều biến thể khác của Iskander. Khi hoàng hôn buông xuống, các binh sĩ Nga đã phóng hai tên lửa từ một hàng cây. Đến ngày 17 tháng 11, Nga công bố một video khác cho thấy tổ hợp Iskander đang di chuyển vào vị trí bắn. Theo Bộ Quốc phòng Nga, các đơn vị tên lửa đã bắn vào một trạm chỉ huy của Ukraine sau khi nhận được thông tin về tọa độ và họ nhanh chóng rời khỏi vị trí bắn để tránh đòn đáp trả của đối phương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết tổ hợp này được trang bị cả tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình, có khả năng gây nhiễu điện tử giả khi tiếp cận mục tiêu, khiến hệ thống phòng không của đối phương không thể đánh chặn. Tên lửa hành trình có thể bay ở độ cao cực thấp và bám sát địa hình, vì thế rất khó phát hiện ra chúng.
Các bạn vừa xem bản tin diễn biến chiến sự Nga-Ukraine. Hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.